Dùng mình dự đoán về năm 2022 của nhà tiên tri Nostradamus. Nhà tiên tri Nostradamus đã đưa ra một số dự đoán về vận mệnh thế giới năm 2022 khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng. Nhà tiên tri Nostradamus, tên thật là Michel de Nostradam, sinh ngày 21 tháng 12 năm 1503 tại xã Saint-Rémy de Provence thuộc tỉnh bouches du Rhône, nước Pháp, qua đời ngày 2 tháng 7 năm 1566. Ông là một bác sĩ, nhà bào chế thuốc, nhà nghiên cứu chủ nghĩa thần bí do Thái giáo, nhà trên tinh học và là nhà tiên tri. Tên tuổi của Nostradamus bắt đầu trở nên lừng danh khắp thế giới sau khi cho xuất bản cuốn sách mang tên Les Prophéties* Những lời tiên tri vào năm 1555. Đây là tập hợp những câu thơ tứ tuyệt vô cùng khó hiểu và mơ hồ được cho là miêu tả những biến cố được tin kiến sẽ xảy đến cho thế giới từ giữa thế kỷ 16 cho đến ngày tận thế, theo dự kiến sẽ là năm 3797. Ban đầu, cuốn sách Les Property được xuất bản bằng tiếng Pháp cổ, không theo trình tự thời gian và được chia làm các chương đặt tên là thế kỷ. Sau này, người ta đã luận giải những câu thơ trong cuốn sách này. Mặc dù đó là những thuật ngữ khá mồ hồ, nhưng nhiều người tin rằng nó chế đựng cái nhìn sâu sắc về tương lai một số lời tiên tri về tương lai đã trở thành sự thật của Nostradamus, có thể kể đến như cuộc cách mạng Pháp, vụ đại hỏa hoạn London năm 1666, sự nắm quyền của Adolf Hitler, cái chết của công nương Diana nước Anh, vụ ám sát cựu tổng thống Mỹ John Kennedy, siêu bão Katrina, thảm họa ngày 11 tháng 9 năm 2001. Người ta tin rằng khả năng nhìn thấu tương lai của Nostradamus dựa trên tải chiêm tinh học phán đoán kết hợp cùng với nhiều ngành khoa học huyền bí khác. Cho đến bây giờ, các nhà khoa học vẫn liên tục giải mã những câu thơ của Nostradamus tìm hiểu những lời tiên tri của ông trong tương lai. Năm 2022 sắp tới, nhà tiên tri Nostradamus được cho là đã đưa ra một số lời sấm chuyển đáng chú ý. 1. Đồng USD sẽ sụp đổ Theo dự đoán của Nostradamus, năm 2022, lạm phát sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát và đồng USD sẽ sụp đổ. Vàng, bạc và Bitcoin sẽ được coi là những tài sản đáng để đầu tư nhiều tiền hơn. 2. Tổng thống Nga Vladimir Putin bị ám sát Tổng thống Nga Putin được cho là đã sống sót sau ít nhất 7 lần bị ám sát. Nhưng theo lời tiên tri của Nostradamus, ông Putin rất có thể sẽ qua đời trong năm 2022 vào một đêm rông bão khi đang đi trên thuyền. 3. Cơn bão lớn ở Pháp Trong năm 2022, Nostradamus cũng dự đoán rằng quê nhà của mình có thể hứng chịu một trận bão lớn hoặc thảm họa thiên nhiên. Ông nói thêm, một nạn đói sẽ xảy ra trên thế giới trong năm 2022. 4. Trí tuệ nhân tạo tấn công loài người Nostradamus cho rằng máy tính có trang bị trí tuệ nhân tạo AI sẽ thức tỉnh và coi nhân loại những người sáng tạo và chủ nhân của chúng là những kẻ kém cỏi về mặt trí tuệ. Khi đó, robot sẽ tiêu diệt loài người. 5 vụ nổ ở biển Địa Trung Hải, phía đông của đảo Menorca. Gần đảo Menorca, bầu trời sẽ nổ tung với một vụ nổ lớn sẽ lan rộng trong khí quyền. Trong quá trình thử nghiệm đầu đạn hạt nhân hoặc tiền lửa, Nostradamus dự đoán. 6. Mưa tiểu hành tinh sẽ hủy diệt trái đất Nhà tiên tri Nostradamus cho rằng một trận mưa thiên thạch khổng lồ vào ngày 14 tháng 12 năm 2022 sẽ ập đến trái đất và gây ra thảm họa diệt vong. Nếu một tảng đá đủ lớn rơi xuống đại dương, nó có thể gây ra sóng thần khổng lồ, nhấn chìm đất liền và gây ra những thiệt hại không kể xiết. 7. Bao hạt nhân có sức tàn phá khủng khiếp sẽ phát nổ vào năm 2022. Nhà tiên tri người Pháp cho rằng, một quả bao hạt nhân chuẩn bị phát nổ tạo ra những thay đổi về khí hậu, thậm chí làm thay đổi vị trí của trái đất trên bầu trời. Tuy nhiên, vẫn có một số người hoài nghi về khả năng tiên tri của Nostradamus. Ryan Dunning, người dẫn chương trình podcast Skeptot, cho biết các bài viết của Nostradamus được khai thác theo một số cách ngụy biện. Các bản dịch mơ hồ và sai lầm, cách diễn giải lừa bịp, các tài khoản hư cấu đều đã góp phần khiến những điều Nostradamus bị hiểu sai sau nhiều cách khác nhau.